Kính thưa quý vị, bột công anh được biết đến là loại cây có nhiều thành phần dưỡng chất giúp điều trị các bệnh như đau dạ dày, tiêu hóa, chữa chứng đầy bụng, khó tiêu, giải độc, hạ men gan hay là lợi mật. Không những thế thì với cá nhân như Nguyễn, hoa bồ công anh lại là một loài hoa có vẻ đẹp mong manh khó tả. Và trong chương trình ngày hôm nay, Như Nguyễn xin mời quý vị sẽ ghé thăm vườn bồ công anh của một nông dân ở Đà Lạt, được trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, giúp đem lại giá trị kinh tế cao. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cách làm của anh nông dân này ra sao quý vị nha. Đây là vườn bồ công anh được trồng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao có diện tích trên 5 sào đang cho thu hoạch của nông dân Võ Minh Hoàng ở phường 12 thành phố Đà Lạt. Anh Hoàng cho biết là cây dược liệu quý mọc hoang dại trong tự nhiên. Tuy nhiên, bằng niềm đam mê đặc biệt với cây bồ công anh, nhất là nhận thấy các tác dụng hữu ích của cây trồng này đã thôi thúc anh Hoàng đưa vào trồng thành cây thương phẩm phục vụ sức khỏe người tiêu dùng. Mình đã làm rất nhiều cái loài cây. Mình là người sinh ra Đà Lạt, mình rất thích phát triển một cái cây gì đó mà làm cho gọi là đặc sản của Đà Lạt. Thì mình mới chọn qua một cây bồ công anh. Mình mới lấy cái cây từ thiên nhiên đem về trồng ngoài đất, rồi tới bây giờ thì mình trồng trong nhà lồng để mình được ổn định cái sản lượng và cái chất lượng nó được tốt hơn. Cũng theo anh Hoàng, bồ công anh là cây ưa ẩm, ưa sáng, rất dễ trồng và chăm sóc, đặc biệt thích hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của Đà Lạt. Bên cạnh việc trồng cây bồ công anh theo từng luống, cây trồng này còn sinh trưởng, phát triển mạnh hơn khi được trồng trên giá thể. Sau từ 2,5 đến 4 tháng có thể cho thu hoạch. Theo các nhà nghiên cứu, cây bồ công anh có nhiều thành phần dưỡng chất như protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất. Ngoài ra, cây trồng này còn có vị đắng, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, điều trị chứng tắc sữa và là vị thuốc quý trong điều trị các bệnh đau dạ dày, tiêu hóa, chữa chứng đầy bụng, khó tiêu, giải độc, hạ men gan, lợi mật. Sẽ cố gắng làm sao mà đưa tới cái này đa dạng với khách hàng, thì mình cũng nói là từ trồng tới xưởng là chế biến và chuẩn bị cho một cái đợt kế tiếp. Đây nữa thì mình sẽ có một cái chỗ mà dùng ẩm thực về cây bồ công anh. Sau 7 năm cần cù chăm chỉ xây dựng, nông dân Võ Minh Hoàng đã hình thành chuỗi từ sản xuất chế biến để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh với thương hiệu Đà Lạt Vàng Xanh. Hiện nay, ngoài việc quảng bá giới thiệu về các sản phẩm bồ công anh độc đáo đa dạng của địa phương như trà bồ công anh túi lọc, phấn hoa, bột bồ công anh, công ty Đà Lạt Vàng Xanh còn cung ứng các sản phẩm từ rau bồ công anh để chế biến các món ăn phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn cao cấp, qua đó tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Riêng về cây dược liệu của địa phương thì do địa phương Lâm Đồng có một cái khí hậu rất là ôn hòa và khí hậu rất là tốt cho để phát triển cây dược liệu. Tất cả các loại dược liệu của Lâm Đồng trồng và các doanh nghiệp khi mà trồng thì người ta chủ động là từ cái khâu sản xuất từ đầu, tức là từ khi nhân giống và trồng để có cái sản lượng ổn định. Không lâu nay sản phẩm của địa phương, dược liệu của địa phương sau khi sản xuất ra thì tiêu thụ hầu như là tiêu thụ khắp cả nước. Thấy cái hiệu quả của nó rất là cao. Rõ ràng chính sự tìm tòi sáng tạo trong từng cách nghĩ cách làm, đặc biệt là xây dựng hướng đi mới, cây trồng mới để cho ra nhiều sản phẩm mới đối với cây bồ công anh. Trong tương lai, các sản phẩm bồ công anh độc đáo có nhiều lợi ích thiết thực của nông dân Võ Minh Hoàng và thương hiệu Đà Lạt Vàng Xanh sẽ tiếp tục bay cao bay xa, khẳng định vị trí trong lòng người tiêu dùng, đồng thời xây dựng thêm một sản phẩm mới cho địa phương.